Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, lịch sử thế giới. Tây Tạng trong nhiều năm đã là vấn đề gây tranh cãi giữa Trung Quốc và quốc tế. Về cơ bản, trên danh nghĩa, đây là một khu vực tự trị của người Trung Quốc. Nhưng trên trường quốc tế, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Lý do chủ yếu đến từ những thỏa thuận và vi phạm của các bên. Nhưng chung quy lại, Tây Tạng đã rơi vào tay của Trung Quốc. Vậy thì Trung Quốc đã lấy được Tây Tạng bằng cách nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Vấn đề ngàn năm của người Hán. Chúng ta hãy cùng đào sâu vào lịch sử, trở về thời kỳ mà cái tên Tây Tạng còn chưa xuất hiện. Nếu ai là fan của Kim Dung thì chắc là sẽ biết đến cái tên Thổ Phồn với nhân vật Cư Ma Chí trong Thiên Long Bát Bộ. Đó chính là cội nguồn của vùng đất này mà ngày nay chúng ta gọi là Tây Tạng. Trong hàng ngàn năm, chính sách của người Hán với bên ngoài luôn là bành trướng và bắt các nước khác phải thuần phục. Thổ Phồn cũng không phải là ngoại lệ. Nhà Đường, triều đại phong kiến được xem là rực rỡ nhất trong lịch sử Trung Hoa, chính là triều đại đầu tiên áp đặt tầm ảnh hưởng của người Hán vào đây. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết thì đây vẫn là một quốc gia độc lập. Cho đến thế kỷ thứ 13, khi mà mọi thứ đều phải quỳ gối trước vó ngựa Mông Cổ, cái tên Thổ Phồn khi đó đã biến mất vĩnh viễn sau hàng trăm năm tồn tại. Kể từ đó, vùng đất này lúc thì là lãnh thổ, lúc thì là chư hầu cho các triều đại của phong kiến Trung Quốc. Cho đến năm 1912, cuộc cách mạng Tân Hợi dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thanh, Tây Tạng đã tranh thủ thời kỳ tranh tối tranh sáng mà tuyên bố độc lập. Do lúc này, các quân Việt vẫn còn bận đánh nhau, tranh giành các thành phố lớn, chả ai thèm quan tâm đến vùng đất khắc nghiệt này, nên họ tạm thời yên ổn. Nhưng đó thì chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi. Năm 1949, Trung Quốc sau gần nửa thế kỷ chìm trong chiến tranh và bạo loạn đã được thống nhất dưới cái tên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền, đứng đầu là Mao Trạch Đông. Đến bây giờ thì vấn đề Tây Tạng mới bắt đầu được lật lại. Như đã nói, dù ở thời kỳ nào đi chăng nữa thì chủ trương đối ngoại của người Hán vẫn luôn luôn là bành trướng. Ngay lập tức, quân đội Trung Quốc liền tiến vào Tây Tạng với cái danh nghĩa là giải phóng hòa bình Tây Tạng. Đương nhiên là không hề tồn tại hai chữ hòa bình. Thực tế là hai bên đã giao chiến. Trong khi đó, Đạt La Lạt Ma thứ 14 đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài để chống lại chính quyền Trung Quốc. Thế nhưng, vào bối cảnh thời đó, không một quốc gia nào dám đứng lên tuyên bố công khai đối đầu với khối đỏ để giúp Tây Tạng cả. Cuối cùng, cả hai đã đi đến thập thất điều hiệp nghị. Trong đó, Tây Tạng sẽ trở thành khu tự trị của Trung Quốc. Bản hiệp nghị này có 17 điều, các bạn chỉ cần quan tâm đến điều này thôi. Điều số 11 có đoạn viết: trong các vấn đề liên quan đến những cải cách khác nhau ở Tây Tạng sẽ không có sự ép buộc của các cơ quan trung ương. Chính quyền địa phương của Tây Tạng sẽ tiến hành các cuộc cải cách theo ý riêng của mình. Và khi người dân yêu cầu cải cách, họ sẽ được giải quyết bằng cách tham vấn các nhân viên hàng đầu của Tây Tạng. Tại sao lại là điều này? Vì đây chính là cái cớ để Mao lợi dụng tước đoạt quyền tự trị của Tây Tạng sau này. Sau khi ký hiệp ước, về danh nghĩa thì Đạt La Lạt Ma vẫn sẽ là người đứng đầu khu vực này. Thế nhưng, sẽ có thêm những cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đây. Mao Trạch Đông đã tính kế lâu dài để chờ thời cơ nuốt trọn nơi đây. Tây Tạng đến khi này thì vẫn duy trì chế độ theo kiểu phong kiến, có địa chủ và nô lệ, giống hệt như vài trăm năm trước đó. Việc bóc lột sức lao động của người dân ở tầng lớp dưới và khoảng cách giàu nghèo đã tạo ra mâu thuẫn xã hội sâu sắc bên trong Tây Tạng. Và theo điều 11 của hiệp nghị có chữ: khi người dân yêu cầu cải cách, đó chính là tử huyệt chết người mà các lãnh đạo Tây Tạng đã không thể nhìn ra. Chắc chắn trong số chúng ta không ai muốn làm nô lệ cả, và họ thì cũng vậy. Yêu cầu cải cách là điều tất nhiên. Và thế là cái bẫy mà Mao giăng ra đã thành công. Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành cải cách, hủy bỏ chế độ nông nô, giải phóng tầng lớp nô lệ và xóa bỏ đẳng cấp phong kiến tại Tây Tạng theo đúng ý nguyện của người dân. Đến khi này, nó đã dẫn tới cuộc nổi dậy Tây Tạng năm 1959 của giới chủ nô và lãnh đạo tăng lữ nhằm giữ lại đặc quyền. Trung Quốc đường đường chính chính bắt đầu đưa quân đội vào Tây Tạng và dẹp yên qua cuộc nổi dậy. Kết quả
là khoảng 89.000 người đã qua đời. Cuộc nổi dậy bị dập tắt. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso, lưu vong sang Ấn Độ. Chính phủ Tây Tạng đã bị giải tán, chế độ nông nô bị xóa bỏ. Nông nô được giải phóng và trở thành xã viên của các công xã nhân dân. Đất đai của chủ nô và các tu viện bị quốc hữu hóa. Quả là một nước đi khôn ngoan, tạo mâu thuẫn, bán giải pháp và cuối cùng là thu cả vốn lẫn lãi. Mao Trạch Đông đã một lần nữa đem Tây Tạng vào tầm kiểm soát của người Hán, giống như hàng trăm năm trước. Thế nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Đối với Mao nói riêng hay người Hán nói chung, mọi thứ thực ra mới chỉ bắt đầu. Người Tạng chỉ vừa mới bước từ nhà tù này sang cái hầm ngục khác mà thôi. Trung Quốc phải hứng chịu nạn đói trên diện rộng từ những năm 1959 đến 1961. Hạn hán và thiên tai đóng một phần, nhưng các chính sách sai lầm của đại nhảy vọt cũng góp phần lớn gây ra nạn đói. Ước tính về số người chết khác nhau. Theo thống kê chính thức của chính phủ Trung Quốc, đã có 15 triệu người chết trên toàn Trung Quốc. Nhưng một số ước tính khác thì cho rằng con số 20 đến 40 triệu người chết. Trong đó thì có khoảng 200.000 đến 1 triệu người Tây Tạng chết đói. Ngay sau đó là cách mạng văn hóa. Dù sinh ra nhờ mục tiêu chính trị là lấy lại quyền lực cho Mao Trạch Đông, nhưng nó thì cũng đã vô tình giúp người Hán có một nước tiến xa trong việc biến Tây Tạng thành một tỉnh hoàn toàn của Trung Quốc. Đó là hủy diệt văn hóa. Nhiều người Tây Tạng đã bị tù đày trong giai đoạn này, và số lượng các tu viện còn nguyên vẹn ở Tây Tạng đã giảm từ hàng nghìn xuống còn dưới 10. Sự căm phẫn của người Tây Tạng đối với người Hán ngày càng trở nên sâu sắc. Theo thỏa thuận 17 điểm năm 1951, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đưa ra một số chủ trương, trong đó là hứa duy trì hệ thống chính trị hiện có của Tây Tạng, duy trì địa vị và chức năng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma, bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các tu viện, đồng thời không thúc ép việc tiến hành cải cách ở Tây Tạng. Ủy ban luật gia quốc tế phi chính phủ thì cho rằng những cam kết này đã bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vi phạm, và chính quyền Tây Tạng lưu vong hoàn toàn có thể tuyên bố xóa bỏ hiệp định như đã làm vào ngày 11 tháng 3 năm 1959. Thế nhưng suy cho cùng thì kẻ nào mạnh, kẻ đó thắng. Giờ đây thì không gì có thể ngăn được Trung Quốc hủy diệt văn hóa nơi đây. Với việc tiêu trừ bốn cái cũ, thành trì văn hóa của Tây Tạng đã bị đập tới tận gốc rễ. Những người được cho là có tầm ảnh hưởng với dân chúng thì chỉ có hai con đường, thuận thì sống, mặt trống thì chết. Với Mao Trạch Đông nói riêng hay người Hán nói chung, tiến hành cách mạng văn hóa không chỉ giúp ông ta lấy lại quyền lực mà còn đưa người Hán đặt một chân vào chiến thắng trên con đường đồng hóa. Các thế hệ đi sau thì vẫn đi theo con đường này. Sau Mao Trạch Đông là Đặng Tiểu Bình. Ông ta khôi phục di tích lịch sử thật đấy, thế nhưng không phải là cho người Tạng mà là cho người Hán. Việc biểu tình của người Tạng là đương nhiên, nhưng đều có chung một kết cục, không bị chìm trong bể máu thì cũng là biển máu. Đặc biệt là dưới thời kỳ Hồ Cẩm Đào còn làm bí thư đảng ủy Tây Tạng, và cho tới ngày nay, việc dùng bạo lực luôn là hiệu quả và nhanh gọn nhất để người Hán đưa Tây Tạng vào tầm kiểm soát của mình. Kinh tế hoặc văn hóa. Không biết là vô tình hay cố ý, thế nhưng cuộc cách mạng văn hóa và đại nhảy vọt đã tạo lên một thế cục không thể đảo ngược trong tiến trình đồng hóa của người Hán. Như đã nói ở trên, cách mạng văn hóa đập đến thành trì gốc rễ văn hóa của Tây Tạng. Trong khi đó thì đại nhảy vọt trước đó đem lại sự nghèo đói đã cho người Hán thời cơ vàng để giành chiến thắng, kết thúc một lần và mãi mãi cuộc chiến kiểm soát Tây Tạng đã kéo dài từ thời Đường. Trong bộ phim The Godfather năm 1972, nhân vật chính bố già Don Vito Corleone đã nói rằng: "Ta sẽ đưa cho hắn một lời đề nghị mà hắn không thể chối từ." Và Trung Quốc, đúng hơn là Tập Cận Bình, đã đưa ra một bản đề nghị như vậy. Tập Cận Bình đã cho Tây Tạng lựa chọn: ngả theo ông ta thì có kinh tế, thoát đói nghèo, còn chống đối thì chết đói trước khi chết vì súng đạn. Vì như đã nói, đại nhảy vọt đã đưa kinh tế Tây Tạng nói riêng và toàn Trung Quốc nói chung tụt lùi hàng thập kỷ. Khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, ông ta lo người Hán còn chưa xong thì nói gì tới người Tạng. Các đời lãnh đạo sau như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thì cũng đều như vậy. Họ còn bận tập trung vào vấn đề đưa người Hán đi lên, chứ cũng chưa quan tâm nhiều tới Tây Tạng. Và kết quả là dù kinh tế Trung Quốc phát triển rất nhanh,
thu nhập của người Hán cũng tiệm cận mức của các quốc gia phát triển, thì Tây Tạng vẫn như những năm 80, 90, chỉ lo sao cho đủ cái ăn cái mặc. Và bây giờ thì Tập Cận Bình đã đến và bảo rằng: "Tôi sẽ giúp các ông bớt khổ hơn, thế nhưng các ông phải nghe lời tôi." Đương nhiên là chẳng có ai phản đối cả. Vật chất quyết định ý thức. Ngay lập tức, dòng tiền khổng lồ từ Trung ương đã chảy về đây như thác đổ. Trong 10 năm, kinh tế nơi đây đã thay ra đổi thịt đến từng chi tiết. Năm 2018, GDP của Tây Tạng ước tính là 22,8 tỷ đô, với dân số chỉ có hơn 3 triệu người, thì GDP đầu người ở đây ở mức khá cao so với thế giới. Đi kèm với đó là điện, đường, trường, trạm. Mọi thứ cứ ùn ùn kéo nhau như từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng, như đã nói, trên đời thì chẳng có ai cho không ai cái gì. Mọi thứ đúng như từ trên trời rơi xuống thật, nhưng là xuống tay người Hán. Người ta vẫn nói là thâm như tàu. Trung Quốc đương nhiên là sẽ nắm đằng chuôi. Kinh tế nơi đây đi lên, chính xác, nhưng là do người Hán làm chủ. Từ cơ sở hạ tầng, đất đai, nhà máy, trường học, hầu hết đều là do người Hán làm chủ. Mà đã nắm được kinh tế, thì coi như bước được một chân và chiến thắng. Muốn bước chân thứ hai, sau kinh tế sẽ là văn hóa và dân số. Cuộc cách mạng văn hóa đã để lại đây một món quà đến muộn với người Hán. Đó là làm xói mòn văn hóa Tây Tạng và dân số nơi đây, cũng như thay đổi suy nghĩ của những người Tạng. Số người Hán tại Tây Tạng đã tăng với tốc độ chóng mặt, thậm chí giờ đây gấp 3 lần người Tạng ở đó. Với các tốc độ này thì khả năng cao là từ sau năm 2050, người Tạng sẽ chỉ còn được nhìn thấy trong các tư liệu lịch sử, giống như người da đỏ ở châu Mỹ mà thôi. Xin lưu ý, đây là chỉ tính đến vấn đề dân số, còn lực lượng an ninh, chính quyền, người Hán vẫn còn nắm đa số ghế, thì con số sẽ còn đông hơn nữa. Văn hóa được xóa bỏ một cách triệt để, khi nhà thờ thì đã bị đập hết, những biểu tượng của văn hóa Hán cứ thế mà chiếm chỗ. Ngôn ngữ, giáo dục, quản lý đều đi theo mô hình của người Hán. Và Trung Quốc giờ đây đã đặt được cả hai chân và chiến thắng. Công việc còn lại của họ sẽ chỉ là củng cố vững chắc và chờ người Tạng biến mất, giống như người da đỏ bản địa ở châu Mỹ mà thôi. Năm 2021, Trung Quốc tiếp tục chơi lớn, đầu tư khủng vào đây và cho xây dựng tuyến đường nối Hasa với thành đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Dự án này có chi phí lên đến 50 tỷ đô và dự kiến là sẽ đi vào hoạt động trong năm 2030. Công bằng mà nói, thì dù mục đích của việc xây lên tuyến đường này là gì, thì cũng phải công nhận là người Trung Quốc họ quá giỏi khi có thể xây dựng được những công trình thế kỷ ở độ cao hơn 4.000 mét với vô số khó khăn. Trên đây là con đường mà Tây Tạng rơi vào tay của Trung Quốc. Có thể thấy rằng người Hán đã một lần nữa chiến thắng trong cuộc chiến đồng hóa của mình. Tập Cận Bình đã làm được những điều mà các vị hoàng đế phong kiến Trung Quốc và các lãnh đạo đời đầu không thể làm được. Đó là đồng hóa triệt để người Tây Tạng. Và việc khu tự trị Tây Tạng thành tỉnh Tây Tạng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.